Nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Cường Sài Gòn, điện thoại 0934118118. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nghe đến đây thì không biết các thính giả như thế nào, chứ Kim Ảnh cảm thấy rất là sợ, phải không ạ? Bởi vì với những cái cách làm như vậy á, rõ ràng nó để lại rất nhiều những cái vấn đề về làn da của mình nè, rồi những vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Giống như là bác sĩ Vân Thanh cũng đã chia sẻ ha. Trên thực tế thì Kim Ảnh thấy là rõ ràng có rất nhiều chị em phụ nữ của chúng ta do muốn làm đẹp một cách vội vàng cho nên áp dụng những cái biện pháp từ cái việc giảm cân một cách nó thiếu khoa học nè, rồi tắm trắng nè, rồi lột tế bào biểu bì nè, làm bằng mọi cách luôn để làm sao mà trước mắt là mình thấy đẹp đã, nhưng mà quả thật như bác sĩ đã nói, một thời gian sau mình nhìn thì mình thấy làn da nó sẽ khác rất là nhiều. Kim Ánh cũng đã từng chứng kiến có những người mà áp dụng những cái cách sai như vậy đó, và khi mình nhìn làn da thì rõ ràng da của họ là một cái làn da bị tổn thương rất là rõ, tức là những cái mạch máu li ti nổi trên cái da mặt ha, rồi chỉ cần ra một chút xíu ánh nắng thôi là da nó đỏ bừng lên, và chưa kể là có thể dẫn đến những vấn đề hệ lụy nó còn lớn hơn như vậy, chẳng hạn như ung thư da cũng hoàn toàn có thể xảy ra trên những cái tình huống như vậy. Không biết là đứng về góc độ của các anh nam thì nãy giờ nghe như vậy thì anh Thiên Chương thấy sao ạ? Thật ra nếu như mà cái người đó là người mình yêu thương đó thì mình hoàn toàn không muốn làm đẹp bằng mọi cách như vậy.